Điện Tuyển Tú, hoàng cung. Vậy bắt đầu luôn đi. Cởi xiêm y ra. Nhìn cô ta kìa, sao người cô ta chằng chịt vết thương thế? Phải đấy, cô ta dùng cách nào vậy? Kỳ lạ quá. Đi. Bây giờ báo rõ họ tên, tuổi tác, quê quán của các cô. Ngô Thi An, 15 tuổi, người phủ Bình Tây, huyện Bình Tây. Lưu Tử Cầm, 19 tuổi, người huyện Tuy Đức, phủ Diên An. Lưu Thúy Bình, 18 tuổi. Cô thái độ kiểu gì đấy? Thái độ bình thường thôi. Thế nào là thái độ bình thường? Giờ là đứng trước thánh thượng cũng thái độ thế này sao? Bình thường thái độ thế nào thì giờ thái độ như vậy? Cô, cái thứ chết tiệt, chung quy vẫn là đứa nhà quê. Đi đi đi, theo ta vào. Đi đi đi. Đứng hẳn thôi. Nữ hiệp, ngồi đi, ngồi xuống, ngồi xuống. Uống, uống ngụm trà đã. Còn nóng đấy. Nữ hiệp, cô mà thế này chắc chắn không vào cung nổi đâu. Tại sao? Cô tưởng tượng mà xem, cô mà mang cái thái độ này đi hầu hoàng thượng. Nữ hiệp, cô cứ băng tường vượt nóc thế này, thích lên mấy nhà là lên mấy nhà. Ta sẽ bị liên đới nặng lắm đấy. Ngươi vào cung bao nhiêu năm rồi, còn tưởng hoàng cung này dễ ra đến thế sao? Đợi ta vào cung rồi thì Triệu công công cáo bệnh về quê đi. Không phải. Nữ hiệp, cô hiểu lầm ta rồi. Ta mà sợ bị liên lụy thì đã không nhận công việc này. Nhưng mà nếu chúng ta làm không chặt chẽ thì không thành công được đâu. Trong hoàng cung này đi đứng thôi cũng phải nín thở, làm gì mà chẳng phải cẩn thận gấp vạn lần. Xin lỗi nhé, vậy ta nên làm thế nào? Ngươi dạy ta đi. Nô tỳ thấy môi người tái nhợt, hẳn là thường ngày tỳ dị người không tốt. Thế nên cố tình pha trà đinh hương, thanh nhiệt tốt cho dạ dày.
Mỗi ngày người uống một chén thì chắc chắn cơ thể sẽ dễ chịu hơn. Mời người.